Người chân thật của mình là cái gì? Người chân thật của mình không phải là một con người. Nếu mình đi tìm một con người ở trong mình, và mình tìm được con người đó, thì đó không phải là con người chân thật của mình. Trong mình có nhiều con người lắm, có nhiều cái nhân cách. Thì không có một cái nhân cách nào, một cái nhân vật nào trong mình là con người chân thật của mình. Thành ra bản chất chân thật của mình đó là cái gì thì đúng hơn là ai. Tại vì ai là mình ám chỉ nó có một con người, và con người đó là người chân thật. Thì chú thường nói các bạn nghe đó, và mình ngồi mình nghe đó, thì mình nghe bằng cái gì khác hơn là tâm trí. Nhưng mà tâm trí nghe thì không thể hiểu được những cái điều này. Con người chân thật của mình, bản chất chân thật của mình là gì? Trước khi ba mẹ mình gặp nhau, đó là công án. Khi mình tìm ra được cái bản chất chân thật của mình, sư ông gọi là con người chân thật của mình. Khi mình tìm được cái đó, thì mình sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Cái mà chú gọi là vô giới hạn lúc hồi nãy lúc mình thiền đó, con người chân thật của mình là cái vô giới hạn đó. Là cái không có vấn đề. Thành ra bây giờ các bạn ngồi đây, mình đang có vấn đề gì? Thì những vấn đề đó nó chỉ có thể là vấn đề tại vì mình đang ở một cái không gian, một cái
một cái nhân cách, một cái nhân vật. Thì bây giờ mình có thể ngồi với cái vấn đề của mình đang có vấn đề gì trong trong gia đình, trong quan hệ luyến ái, trong hôn nhân, trong công việc làm, tất cả trong cái vấn đề của mình, trong cái vấn đề mình đang có cái sự bất như ý. Thì mình nhìn vào cái vấn đề đó, mình có mặt với vấn đề đó, mình đón nhận và suy thuận, tức là mình không còn chống đối, không còn chỉ trích, không còn phản ứng, không còn ghét bỏ. Mình trực diện với cái mình gọi là vấn đề đó. Ngay trong cái chỗ kẹt đó, cái mình gọi là vấn đề đó, nó sẽ mở ra cho mình một cái lối đi, một cánh cửa. Ở trong thiền gọi là vô môn quang, cánh cửa không có lối vào, vô môn quang, môn là cửa, vô môn là không có cửa, cánh cửa mà không có cái lối vào. Có thể mình đang đứng gõ cửa để mình xin vào, và mình nôn nóng, mình muốn được vào, không có nhận ra là mình đang đứng bên trong rồi, mình tưởng là mình đang đứng bên ngoài, thành ra mình gõ cửa. Trước mặt nó có cái cửa, mình thấy nó có cái chướng ngại, nó có cái bất như ý, nó có cái bất mãn, có cái vấn đề. Thì mình nhìn lại chung quanh đằng sau thì không có cái chướng ngại nào cả, tại vì mình nhìn sai hướng. Tại vì mình nhìn vào những cái đối tượng của sự nhận biết, tương truyền ngày xưa đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó ngồi thiền, ngồi đối diện bức tường, gọi là diện bích, là đối diện với bức tường. Các bạn nhìn cái hình ảnh đó thì cũng giống mình nhìn vào cái vấn đề, những cái bất như ý của mình, thì mình trực diện với nó giống như Bồ Đề Đạt Ma vậy đó, trực diện vấn đề. Con người được khi có vấn đề thì chối bỏ, tránh né, đè nén những cái phản ứng đó, làm cho mình không có nhìn xuyên qua được cái giới hạn đó, để tiếp xúc với cái không giới hạn, vô giới hạn.
cái đang nghe chú nói và hiểu hiểu cái điều chú nói. Cái vô giới hạn đó đang luôn ở đây trong phút giây này. Là cái nhận ra suy nghĩ khi có một suy nghĩ phát sinh. Là cái nhìn thấy vấn đề. Nhìn thấy cái bất như ý ở trong mình. Nhưng mà thường mình chỉ chú ý đến cái bất như ý, đến vấn đề thôi, mình không có để ý cái nhìn ra vấn đề. Cái nhìn ra suy nghĩ, cái nhận biết cảm xúc đang hiện diện.